Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình sẽ nói với anh em về những cái phụ kiện của con hàng chẳng đồ ma này. Đó, thì với anh em ấy là mình làm cái video này ấy là dành cho những cái tượng như sau. Thứ nhất là người không biết chữ. Thứ hai là người bận quá, các bạn không có thời gian các bạn tìm hiểu về game nhiều nữa. Các bạn bận quá rồi, các bạn chỉ có cái cách là bạn xem video xong các bạn xem video bạn nhà bạn chơi thôi. Đó, thứ ba là cái người quá lười thì giống vậy thôi. Vì cơ bản ấy, những cái phụ kiện con kiếm này ấy tất cả đều được ghi ở trong cái phần sự kiện hot này. Đấy, khi các bạn vào cái phần giao diện thôi là các bạn thấy được rồi. Đây, nó ghi rất là rõ ràng, mình không hiểu sao các ông đọc chữ sao mà tôi không hiểu rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói với em về từng cái phụ kiện nha. Rồi, thì đầu tiên ấy là cái máy nạp năng lượng. Cái máy này là cái này này là cái viên như này, và bằng lấy một điều này, bạn lưu ý một điều. Chính cái viên này nha, chính cái viên này nó sẽ cho anh em biết được là người chơi đó họ đã đúc cái kiếm nha. Người chơi đó họ đã đúc cái kiếm vô cái bao hay chưa. Ví dụ các bạn xem một người chơi ở đó, các bạn thấy cái kiếm nó sáng lên là chứng tỏ là người đó là cái người đấy, là họ họ sở hữu cái phụ kiện này. Thứ nhất, cái thứ hai ấy là hoặc thứ hai ấy hoặc thứ hai là họ đã đúc cái kiếm vô bao kiếm rồi nha. Nếu như người chơi nào đúc cái kiếm vô bao kiếm rồi thì cái viên này sẽ sáng lên và toàn cái kiếm sáng theo luôn đó. Bạn nào xem cái video mình so sánh cái nền tảng Flash ấy, cái nền tảng YouTube đây ấy, trên cái màn hình ấy, thì các bạn sẽ biết được khi nào người chơi nào họ đúc cái kiếm vô cái bảo kiếm rồi thì cái phần kiếm này này phần này này nó sẽ sáng lên và tất cả cái nguồn ánh sáng ấy nó đều sẽ lan tỏa xung quanh kiếm luôn đó. Còn nếu như người chơi nào ấy mà họ không đúc cái kiếm vô bảo kiếm ấy thì cái kiếm nó sẽ rất là tối đó. Một cái cách để các bạn nhận biết được là cái người chơi đó là họ đã sẵn sàng họ giết các bạn chưa. Vì ấy, vì khi mà họ đúc cái kiếm cho bất kiếm ấy, các bạn cần phải càng giữ khoảng cách hơn nữa. Các bạn mà cài khẩu báo ấy, các bạn càng càng chết thôi sự ấy. Đó, thứ hai ấy là cái phụ kiện này nó sẽ tăng cho các bạn sát thương. Chính là cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình ấy là bạn ơi, cái kiếm này nó chém một phát 100 máu hả, chứ như kiếm được trái ấy nha. Mình sẽ lý giải này. Sau khi thu kiếm, có nghĩa là sau khi đúc cái kiếm như bảo kiếm, mỗi giây tăng thêm 10 điểm động năng. Cái động năng này là mình hay gọi là cái nội năng ấy. Đó. Động năng tối đa là 100 điểm, có nghĩa là các bạn sẽ tốn 10 giây nhá, 10 giây là maximum luôn. Đó. Và mỗi 5 điểm ấy thì nó sẽ tăng cho các bạn 5% sát thương. Và với điều này ấy, với điều này thì bạn biết rồi, cái kiếm này ấy nếu như mà các bạn để cái phần động năng bằng không ấy thì sát thương của các bạn sẽ là 75 điểm. Có nghĩa là sát thương cơ bản của kiếm này ấy là 75 máu, y chang như mấy con kiếm khác nhá, y chang cái kiếm khác, y chang những cái vũ khí khác, trừ vũ khí con ra thôi. Đó, là một nhát chém là 75 máu. Nhưng mà nếu như các bạn sở hữu cái vật kiện này vô rồi, các bạn chỉ cần tích lên khoảng chừng 15% thôi. Đấy, có nghĩa là các bạn tích khoảng chừng 2 giây thôi, 2 giây cho tới 3 giây mấy thôi là các bạn sẽ gọi là đủ 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 sức để các bạn chém một người full trăm máu nha. Và lưu ý mình nói đây là chém được trái nha, đủ sức nha. Các bạn chỉ cần bỏ cái kiếm vô bao kiếm và các bạn chờ 3 giây thôi là các bạn đủ sức để các bạn giết một người 100 máu bao chục trái. Ok, đó là cái câu hỏi các bạn hay hỏi mình nha. Và đương nhiên là phụ kiện nha, tất cả các phụ kiện đều chỉ có một nha anh em, có nghĩa là cả các phụ kiện đều là vĩnh viễn, các bạn không có tiêu hao bất kỳ cái gì cả, như là nó không có tiêu hao bất kỳ cái gì cả như là cái combo áo sệt cả. Ok, thứ hai là cái phụ kiện, thứ hai là cái phụ kiện máy thu hòa đồng mã gì đấy. Nói chung là mình chữ nó hơi gọi là cái font chữ như lìn như nói chung như đi đấy. Và phụ kiện này nó sao, khi sức đạn trước mặt người chơi thì bị ba tấn công thì hành động chậm, rồi xuất hiện hành động chậm, chống lây nhiễm, rồi chống lây nhiễm, rồi ok, và tốc độ tăng 50, duy trì 3 giây trước khi sức đau trước mặt người chơi bị tấn công chiến. Rồi cái này ấy, bạn nào mà xem cái video mình test cái con kiếm này ở trong cái GBG mà cái cấp 1 ấy, có một cái đoạn mình đứng yên cho con quái nó chém, và nó có hiện tượng ấy, mình có hiện tượng là mình sẽ đưa kiếm lên trời, mình đỡ đòn đó. Đó chính là một cái cách. Đấy, cái này cái tác dụng của cái phụ kiện này, tác dụng của phụ kiện này
là cái điều kiện giúp các bạn đỡ đòn tấn công là một, giúp các bạn tăng tốc là hai trong 3 giây, giúp các bạn phản ứng nhanh hơn là ba đó. Và mình nói rồi, mình trước hồi 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 trước mà mình làm cái con kiếm này ấy, mình nói là rõ các bạn chơi con kiếm này các bạn không được sợ, bởi vì thứ nhất cái kiếm này chém phạm vi thì nó cũng gọi là tầm trung thôi, chứ không phải quá, phải gọi là quá xa đấy, tầm trung thôi, nên các bạn cần phải không được sợ đấy, các bạn cứ bình tĩnh mà chơi nhé. Các bạn sẽ có một cơ hội hình như khoảng chừng 15 giây, 15 giây thì nó sẽ hồi một lần. Với nhà các bạn sẽ có cơ hội là cứ 15 giây các bạn sẽ đỡ được một cái đòn tấn công vật lý nhá. 15 giây đỡ được một đòn tấn công vật lý và một lần lây nhiễm zombie. Ok. Có nghĩa là các bạn chế đấu giao nhá. Và cái này bạn lưu này. Cái trường hợp này chỉ tính nhá, chỉ tính khi và chỉ khi các bạn bị người chơi họ áp sát, nhưng mà các bạn rút rút kịp nhá, rút kịp cây kiếm ra bao kiếm là thứ nhất. Thứ hai là các bạn đang ở trong cái trạng thái là bạn không có bao kiếm, ok. Nghĩa là các bạn đang cầm kiếm bằng cái vượt trái đi nhá. Ví dụ các bạn đang cầm kiếm, các bạn chơi vượt trái đi. Nhưng mà lỡ các bạn mít rồi, mà các bạn gọi là các bạn canh được cái tầm ấy, canh được cái tầm kiếm đỡ đòn ấy, thì các bạn sẽ đỡ được đòn. Đó. Thì các bạn xem là những cái video của mình ấy, mình nhớ cái video mà mình up hồi chiều ấy, là nó có một cái cảnh là cái thằng kia nó cầm con heo, con gì? Con mẹ con gì? Chúng mình dạng con xanh xanh, con như con heo vậy đấy, cái con mà cái con ao mà cái y chang con Hitchhiker ấy đó, thì nó sẽ chém mình nhưng mà mình chỉ mất có 80 máu thôi, đáng ra mình chết rồi, nhưng mà mình rút kịp cái kiếm cái bảo kiếm, cho nên là mình vừa kịp mình đỡ đòn luôn đó, mình vừa giết nó luôn, rất là hên. Cho nên các bạn cần phải chơi là không được sợ, nói chung là bạn tập quen bạn sẽ nhanh thôi. Ok đó, tiếp theo thứ ba là máy phát năng lượng. Thì cái máy phát này cái chính là xài trong GBG. Thì sau khi các bạn thu kiếm ấy, thì các bạn cự ly 3 mét xung quanh bị đẩy lùi. Thì cái này là trong GBG, trong AI. Cái này mình thấy cái này là mình đánh giá trong GBG không được cao, nhưng mà trong AI thì mình chắc là ngon nhá. Trong AI ấy, trong AI thì rất là ngon. Trong AI ấy, sự kêu của con hàng này thì nó sẽ gọi là không, nó sẽ gọi là xài dính cũ. Con hàng này xài trong AI ấy thì nó sẽ hiện ra tốt tốt năng lượng thực sự, nhưng mà xét về cái mặt gọi là năng lượng hồi rất là nhanh đó, nhưng mà không cần phải lo. Nói chung mấy con hàng này trong AI ấy được, ok được đó. Ở trong cái BG như này này, BG là được thông số nó cao, nhưng mà không 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 có cao, mà cái thông số là tạm tạm được nhá, tạm chấp nhận được, ok đó. Rồi thì con này, cái phụ kiện này mình các bạn không cần lấy làm gì cả. Nói chung là bạn nào mà gọi là có khả năng nhá, có khả năng chi tiêu ấy, các bạn hẳn lấy, ok đó. Rồi chúng ta sẽ đến cái phụ kiện cuối cùng, cũng là một trong những cái phụ kiện mà các bạn đang cần nhất hiện tại để các bạn gọi là làm chùm. Thì cái này cũng là cái này là đây là một cái phụ kiện mà tốn nhất này, phụ kiện tốn nhất, tốn nhiều ảnh nhất cái ghép mà nấy, hình như là mình nhớ là 100, 200, 300, 400 đấy đó. Thì cái phụ kiện này là cái gì? Thì sau khi các bạn thu kiếm và xuất hiện nhanh phía dưới tầm ngắm, nói chung đấy, bạn nào xem video mình gần mới biết rồi, các bạn sẽ có một cái thanh giống như cái thanh của con quốc hổ ấy, quốc hổ đấy, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ khi các bạn chém rồi ấy, thì các bạn sẽ có cái thanh đó, thì các bạn canh làm sao mà gần gần tới cái dấu ít đấy nhá, gần gần tới dấu ít, hoặc là qua cái dấu ít một chút xíu cũng được nữa nhá. Tuyệt đối không được ấn E liên tục nhá, không spam E liên tục đấy, lưu ý các bạn chơi bạn không spam E liên tục nhá. Ok, khi các bạn có cái phụ kiện này rồi này, và cái phụ kiện một này rồi, các bạn chỉ cần hai ngày thôi là các bạn chơi chơi vô tư, ok. Phụ kiện ba không cần nhá, cái không cần trừ khi các bạn có khả năng chi tiêu, ok. Còn cái này các bạn tuy mình không cần cái này nhiều, các bạn chỉ cần cái một cái bốn thôi, ok. Còn lại tùy vào cái trình của anh em nữa, cái trình chơi làm sao. Mình nói thiệt anh em, cái con kiếm này chém cực kỳ khó, các bạn chơi các bạn phải tập rất là nhiều, mình chơi mình tập cực kỳ nhiều luôn ấy. Nói chung là khi nào mà tượng ốp là mình vô mình chơi thôi, nói chung là bạn chơi bằng tập rất là nhiều, cực kỳ nhiều để bạn gọi là làm cứng tay mới được, phải cực kỳ cứng tay luôn ấy. Thì vì các bạn chơi để gọi còn quen rồi, mình nghĩ các bạn chơi những con cận chiến khác cũng rất là khó chơi, nhưng mình chơi quen kiếm mình rồi, mình chém mấy con cận chiến khác ấy, mình cảm giác khá là tù đó. Tại vì là kiểu như là cái kêu kêu chém như là mình canh phạm vi các kiểu là đều hết trơn rồi, chỉ còn việc là rút kiếm mà chém là xong rồi đó. Còn mấy con kiếm khác ấy là phải canh phạm vi, xong rồi phải canh đòn tầm xa tầm gần này nọ nữa, thì nói chung là rất là khác. Nói chung là bạn tập rất là lâu mang quen kiếm này
đặc biệt là cho Dubai. Các bạn xem những cái ông Trung Quốc, cầu thủ Trung Quốc ấy, ông chém thì kiếm rất là bá nha. Nói chung là con kiếm này là có hoàn cảnh tranh nhất nhiều so với con hàng Hero Blade này đó. Rồi thì mình sẽ bắt những video nha, các bạn xem video hôm nay. Còn phần thưởng này nọ, cách nhận thưởng thì mình có làm một cái video coi. Nói chung là các bạn cài sắp mặt lờ cái đi nha. Đây cứ cài sắp mặt lờ cái đi. Ui 400 mấy luôn kìa. Đấy. Hình như bị lỗi sao anh em ơi. Mình nghe chí bảo là chỉ có khoảng chừng 400 level mà ta, xong nay mình thấy nó hơn 400 vậy. Ui vãi. Không có cái phần sự kiện, nghĩa là không có cái phần, mình thấy không có cái phần hàng level, nhưng mà chỉ bảo là nhận được 400 thì chắc có sai gì vậy. Cài đi. Các bạn cứ cài thôi, mình thì không có cài cho nên là mình thoải mái lắm. Rồi, thì trong là các bạn cố gắng cài cuốc thì mình không. Nói chung ấy, cho mấy em ấy là cái mình quan ngại duy nhất cái là cái sự kiện là 2 tháng. Nhưng mà mình không biết là tất cả các cái nhiệm vụ với cái này là nó có 2 tháng hay không nhá, mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ chắc ấy, nếu như mà sự kiện này cái 2 tháng ấy thì mình mong là cái phần này này, cái phần điểm danh này này nó sẽ kéo rất là dài ra để cho các bạn còn sở hữu đồ đạc nữa, chứ kiểu khi khởi rất là khó. Cái này dừng cái này, nó không cho mua nữa đó, không cho mua nữa. À mình hiểu rồi, hình như là phải mua giới hạn ấy. Rồi mình chia sẻ vàng, không mua mua tất tất vui vui thôi đó. Rồi vậy là có nghĩa là khi mà nó mắc mắc vào này đấy thì nó có cho mua này nữa đó, nó cho mua cái này thôi đấy, là cũng gọi là ok. Rồi thì bạn xem video nhá, mình test cho xem cái phần mua mua mảnh thôi, chung là chia sẻ trong vàng ra cho nên test cho xem vui vui. Nhưng mà cũng biết đấy thì cái tỷ lệ rất là ít ít ít, tỷ lệ mà ra được trên 10 mảnh lắm, tỷ lệ đa phần là 2 4 5 thôi, mà 4 là nhiều một nhá, 4 là nhiều cho nên các bạn thứ thông thả đi đấy. Thì những cái hộp này các bạn thấy không, từ những hộp này là những hộp mà các bạn sẽ xen kẽ quân phí rồi mảnh, quân phí rồi mảnh này. Nhưng mà khi bạn vượt qua level 110 ấy là mảnh 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 không à đó, các bạn cứ thoải mái mà chơi nhá. Ok, các bạn xem video hôm nay.